đặc biệt ở đây á, là cái việc là bạn đi đi học á, thời gian mà bạn đi học thì vẫn được tính vào thời gian bạn xin quốc tịch luôn. Nếu mà bạn đang có ý định du học và định cư ở Bồ Đào Nha nhưng mà bạn không có biết tiếng Bồ á, thì chúc mừng các bạn ha. Bạn có các bạn qua đây học tiếng Bồ được miễn phí và các bạn được còn được cho thêm tiền nữa ha. Một buổi đi học tiếng Bồ người ta sẽ trả cho bạn là 6 euro một buổi. Đây là lý do mọi người đi du học phải mang thật là nhiều mì tôm mọi người. Mọi người nhìn gì xem. Cái hộp này nhỏ xíu của Cờ No này 2 đô 39. Là gần tầm khoảng 60-70 ngàn ha. Đây là lý do mọi người đi du học phải mang thật là nhiều mì tôm mọi người. Mọi người nhìn gì xem. Cái hộp này nhỏ xíu của Cờ No này 2 đô 39. Là gần tầm khoảng 60-70 ngàn ha. 60 ngàn rồi. Đó. Có chút xíu gói nhỏ xíu này 1 đô 59 là thành 35 ngàn rồi. Đó. Gói này 89 sen, 89 sen giờ nó cũng phải 23-24 ngàn tới. Gói này ở Việt Nam bán 5 ngàn 7 ngàn một gói hảo hảo chứ mấy, đúng không? Mắc thịt sự luôn á. Nên là các bạn đi du học á, mang thật là nhiều mì tôm này, mang theo gia vị Việt Nam nữa ha. Má ở bên đây nó mắc gì đâu luôn à. Đó, thì mình quyết định là mua một gói màu vàng này ha, về mình ăn thử. Ok mọi người nghe, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi xe buýt ha. Lần đầu tiên mình đi xe buýt. Mình đi có công việc. Và bây giờ mình ở cũng cả tháng trời rồi, bây giờ mình biết là xe buýt ở thành phố mình là miễn phí ha. Ở thành phố mình thôi, còn ví dụ ở Lisbon hay ở Porto thì là xe buýt thì phải trả tiền ha. Ok, hôm nay mình sẽ pha cái tô mì này ăn thử thôi. Ra bởi vì là mình không có tô á, nên là mình phải pha bằng cái ly này. Mình tô ok, mình thả nguyên. Rồi, mình sẽ bỏ mì vào. Cái mì này thì nó sản xuất ở Singapore ha. Đó, mình sẽ lấy ra, sau đó mình bẻ đôi. Mình bẻ đôi ra, sau đó mình bỏ vô. Bỏ trong cái cốc này. Mà kỳ lạ thế mọi người. Cái gói mì của nó không có dầu ha. Ở Việt Nam mình chỉ có một gói dầu và một gói hành ha. Ở đây mình chỉ có gói muối không à. Nó tìm đi tìm lại không có thấy nó đâu hết. Rồi đã không có muối. Chỉ có mỗi muối, không có hành, không có dầu mà còn mắc tiền hơn nữa. Rồi gói hảo hảo Việt Nam mình 7 ngàn đấy. Ở đây 30 ngàn, 35 ngàn. Nhìn tốt ghê luôn á. À, kể mọi người nghe, nếu mà bạn đang có ý định du học và định cư ở Bồ Đào Nha nhưng mà bạn không có biết tiếng Bồ á, thì chúc mừng các bạn ha. Bạn có các bạn qua đây học tiếng Bồ được miễn phí và các bạn được còn được cho thêm tiền nữa ha. Một buổi đi học tiếng Bồ người ta sẽ trả cho bạn là 6 euro một buổi. Một tuần các bạn học 2 buổi và các bạn học trong vòng 6 tháng là các bạn có thể gọi là cũng tương đối là thành thạo, có thể nói giao tiếp cơ bản tốt được á. Một tuần học 2 buổi và mỗi buổi các bạn sẽ được trả 6 euro. Hôm nay mình vừa mới cùng với thằng bạn thân của mình đi tới trung tâm giới thiệu việc làm ha. Và người ta kiếm việc cho mình miễn phí và người ta còn dạy tiếng Bồ miễn phí cho mình, còn trả cho thêm mình thêm tiền nữa ha. Cho nên các bạn nếu mà muốn đang có ý định đi du học, đi định cư Bồ Đào Nha thì không có cần phải lo lắng về cái việc là tiếng Bồ của mình đâu ha. Qua đây học đi còn được cho thêm tiền nữa. Thì các bạn, thực ra Bồ Đào Nha đang là một quốc gia mà người ta đang rất là mở cái chính sách định cư ha. Nó giống như kiểu là Canada hay là Mỹ hay là New Zealand 20-10 năm về trước vậy đó. Hồi đó chính sách nó còn dễ thì không ai chịu đi hết. Bây giờ nó khó rồi, đua nhau đi qua đó chi phí vừa mắc. Riêng cái phí dịch vụ không thôi là mình thấy là 400-500 triệu luôn, là rất là mắc luôn á. Trong khi đó bên Bồ thì bạn ở đây đủ 5 năm thì bạn có thể xin quốc tịch hoặc là bạn xin thẻ xanh. Thường thì người ta sẽ làm cả hai. Bởi vì xin quốc tịch thì người ta sẽ xét hồ sơ của các bạn trong vòng 1 năm tới 2 năm nữa thì nó sẽ tốn thời gian hơn, thì các bạn sẽ xin thẻ xanh đồng thời với việc là các bạn xin quốc tịch. Hai việc đó sẽ làm song song với nhau ha. Thì đặc biệt ở đây á, là cái việc là bạn đi học á, thời gian mà bạn đi học thì vẫn được tính vào thời gian bạn xin quốc tịch luôn. Thì ví dụ như là bạn đi học đại học 4 năm, đi học thạc sĩ thêm 2 năm nữa thì bạn đã đủ 6 năm rồi ha, là các bạn có thể xin quốc tịch được rồi ha. Bên này thực sự nó đang có nhiều chính sách. Ví dụ như là các bạn đi học chẳng hạn thì cái chi phí sinh hoạt, chi phí học ở bên này rất là rẻ. Ví dụ như trường của Cường á, trường học chỉ có 1.400 euro một năm thôi, chỉ có 38 triệu thôi, còn rẻ hơn. Ví dụ đại học kinh tế của Cường đi, ngày xưa Cường học, bây giờ Cường học đại học kinh tế, giờ Cường không nhớ rõ lắm nhưng mà học phí nó cũng đâu khoảng 70 triệu á. Mắc mà đúng không? Còn bên này Cường đi học có 38 triệu á. Trong khi đó cái bằng đó bằng quốc tế và được công nhận toàn quốc luôn. Ví dụ như là các bạn qua đây học 2 năm, các bạn không có thích thì các bạn về, cái bằng của các bạn cũng có giá trị nữa. Đó, thì các bạn qua đây học tiếng Bồ là trả tiền là thấy hay rồi ha. Đi xe buýt thì được miễn phí luôn, không phải mất tiền luôn. Nói chung là cũng được. Thì sau khi mà đó, sau khi mình chế vô thì nó sẽ như vậy ha. Mình chờ một xíu. Và bây giờ mình ăn luôn.
Thực ra là trời ơi, lâu lắm rồi mình mới ăn mì luôn các bạn. Trời ơi, nó ngon gì đâu nữa. Đây là không có thịt, không có thả, không có gì hết á. Mà mình cũng thấy ngon nữa. À, quay lại với cái chuyện là du học đến Cuba rồi nha. Bên Mỹ thì mình cũng không có rành, nhưng mà ví dụ bên những nước khác đó, thường thì các bạn sẽ đi theo dạng là lao động tay nghề hoặc là người thân bảo lãnh. Ở bên này thì cũng có người thân bảo lãnh thôi, nhưng mà nó có một cái visa mà không có nước nào có này, là các bạn chỉ cần chứng minh thu nhập ở Việt Nam thôi ha. Thu nhập thụ động ở Việt Nam khoảng theo quy định của nó chỉ có là tầm 700 euro một tháng thôi, thì nó tầm khoảng 10 gần 20 triệu á, tiền Việt Nam. Thu nhập thụ động thì có thuê nhà thuê xe là các bạn có thể qua đây ở được rồi ha. Thu nhập đó phải có sao kê và đóng thuế đầy đủ thì các bạn có thể qua đây ở được rồi đó. Cái visa đó thì thường thấy là hầu như không có nước nào có hết, chưa kể ha. Giá bất động sản cái này thường thấy nó còn rẻ, chắc cũng xem Việt Nam luôn đó. Đó, đường phố, y tế giáo dục miễn phí, mấy đứa nhỏ con bạn ha. Nếu mà bạn qua đây ở đủ một năm thì bạn sinh con thì con bạn sẽ có quốc tịch trước bạn luôn đó. Bên này giáo dục y tế miễn phí, nó không giống ở Mỹ là các bạn phải trả y tế. Lỡ mà đau ốm một cái thì tốn rất là nhiều tiền. Ở đây là giáo dục và y tế miễn phí ha. Chỉ có xe cấp cứu là phải trả tiền thôi. Thì một lần xe cấp cứu nó đâu vào đấy, nó tầm khoảng 50 euro. Thì mình cũng không có rành lắm, cái đó thì mình cũng không có chính xác lắm đâu ha. Mình chỉ coi sơ sơ thôi chứ mình cũng mới qua, với lại cũng chưa có đau ốm, chưa có ai đau ốm, cũng nghĩ là không đau ốm, mà bạn bè cũng chưa ai bị sử dụng cái đó hết. Đó, thì học sinh ở bên này các bạn qua du học đó, thì bạn sẽ được là đi làm 20 giờ một tuần. Thậm chí là ví dụ như lớp thường đi ha, cả lớp nó sau khi nó có thẻ tụi nó bỏ đi làm hết trơn rồi. Cả lớp 40 đứa nó chỉ có 10 đứa đi học rồi, còn lại nó đi đâu hết trơn. Đó, thì thôi mọi người coi đi. Đất đai bên này thì cũng rẻ. Và hôm qua hồi sáng Cường vừa đi ngang qua cái chỗ trung tâm việc làm mà người ta có giới thiệu mấy lô đất, có 125.000 ba phòng ngủ mọi người. Mà thành phố này nó cũng đâu phải thành phố gì, mình chưa ăn nó phải thôn quê đâu, đây là một thành phố, nhưng thành phố nó nhỏ chút xíu thôi. Đó, các bạn cần tham khảo gì thì có gì bên nhân viên cho Cường, vô tư thoải mái nha, không gì phải sợ đấy. Mà bây giờ nhìn tôi ăn mì nha.
thời điểm